bạn xem. Con này mấy tháng rồi chú, mấy tháng rồi mới lấy này chú, lâu chưa chú? Đạn ngứa quá không gì. Sợ nhiều lúc anh sợ chung với lạnh, lúc anh sấy sấy lúc nào thì nó cũng nặng. Đúng rồi, tốt nhất đừng ở làm chung. Thank you.